sáng ngày 14 tháng 6, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ với lãnh đạo và cán bộ chuyên môn liên quan, trường đoàn thể thao của 28 xã thị trấn, công chức văn hóa xã tham gia Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vĩnh Tường lần thứ 6. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Vĩnh Tường lần thứ 6 năm 2022. Tại hội nghị Lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin huyện thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức và kịch bản lễ khai mạc đại hội. Theo đó, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 6. Địa điểm khai mạc tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện. Tham gia lễ khai mạc có 33 khối diễu hành đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện với tổng số khoảng 2.000 người tham dự. Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã báo cáo và tham gia đóng góp ý kiến về nội dung kịch bản, công tác tổ chức tập luyện, thời gian tổ chức tổng duyệt, công tác tuyên truyền, trang phục, kinh phí tổ chức việc bố trí sắp xếp các đội hình tham gia lễ diễu hành, điều động các lực lượng tham gia, công tác hậu cần, phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự cùng một số nhiệm vụ khác để đại hội thành công tốt đẹp. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, đồng chí Lê Trí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao các cấp huyện Vĩnh Tường lần thứ sáu nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa, thể thao lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội của tỉnh trong năm 2022. Vì vậy công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần được tăng cường bằng nhiều hình thức, bảo đảm đạt hiệu quả cao tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân đồng chí trưởng ban tổ chức đại hội cũng thống nhất nội dung về trang phục của các đoàn công tác tổ chức luyện tập công tác kiểm tra của ban tổ chức yêu cầu cơ quan chuyên môn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền từ trực quan đến các phương tiện thông tin đại chúng để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân cổ vũ phong trào thi đua để đại hội thành công tốt đẹp